Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Nếu quý vị bị nám, mụn, nhăn da, sạm da, Hay gọi ngay cho MD7 855-234-2333, MD7 7 ngày kỳ diệu. Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance Xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714-741-2008 trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo chúng tôi đang đề cập đến thay ngôi đội chủ của cuba và chuyện gì sẽ xảy ra raúl castro đột nhiên tuyên bố ông từ chức tổng bí thư đảng cộng sản cuba thay vào đó sẽ đưa nhân vật tổng thống hiện nay lên làm tổng bí thư và tìm một nhân vật khác những giới chức lãnh đạo già nua của cuba họ cũng trình bày về cái khả năng thay Giới già Để thành giới trẻ Để mà trẻ trung hóa đội ngũ Cộng sản của Cuba à, Các chuyên gia ngày hôm nay Ngay lập tức họ đưa ra những cái nhận định Họ nói rằng à, thay ngôi đội chủ Thì à, cũng thế thôi Chẳng có gì mới cả Bình mới dự cũ vẫn là Đặt cái đầu óc cộng sản à, Không có thay đổi bởi vì à, Họ Chỉ rời bỏ chức vụ thôi nhưng mà chúng ta thấy các quyền lực và các cố vấn họ vẫn à, giữ những cái vị thế quan trọng ở trong quốc hội của Cuba. Người dân thì à, bày tỏ cái niềm tin như thế này, họ hy vọng đó cái việc mà thay ngôi đội chủ của Cuba hiện nay có thể giúp cho Hoa Kỳ xét lại cái việc mà tiến tới à, để mà nói chuyện lại, đàm phán lại về những vấn đề cần thiết. À, dưới thời Obama thì chúng ta thấy cái quan hệ giữa à, Obama với Raul Castro có vẻ cởi mở hơn. Và phần lớn chúng ta thấy cái chính trị của Hoa Kỳ đó Đảng Dân chủ bao giờ cũng cởi mở. À, chúng ta bị à, Đảng Dân chủ bị gắn ghép là theo đường hướng xã hội chủ nghĩa mà. Cho nên vẫn cởi mở hơn với các quốc gia cộng sản. À, dưới thời của Clinton cũng là cái thời mà năm 2000 mở cửa với Việt Nam cộng sản. Nhưng mà với Đảng Cộng hòa thì không có cái chuyện đó. Cho nên à, Đảng Cộng hòa là nhất định là không có chấp nhận cái chế độ cộng sản này đó cũng là lý do tại sao đa số người cuba ủng hộ cho tổng thống trump là như vậy thưa quý vị à, thế nhưng ông biden vào sáng ngày hôm nay bộ ngoại giao hoa kỳ tuyên bố à, họ hy vọng họ hy vọng thôi sẽ mở ra một cái bước mới để tiến tới cái mối quan hệ mới mối quan hệ mới này theo suy nghĩ của phía đảng dân chủ có nghĩa là họ hy vọng nếu thực sự Cuba cởi mở hơn à, trong vấn đề nhân quyền và cho tự do cho người dân nhất là đối với thành phần đối lập với cái sự hạc ghê gớm của Cuba thì có thể nói rằng không có ai đối lập mà dám à, ở lại Cuba bởi vì bị giết hết à, tương tự như ở Miến Điện vân vân ở Trung Quốc Việt Nam cũng thế một là bắt bỏ tù hay là à, tìm cách mà đẩy ra khỏi nước ngoài cho nên khó lòng mà có thành phần đối lập hiện nay ở cuba thì đó là vấn đề mà phía hoa kỳ thì bên phía ông tổng thống biden vẫn chủ trương là mở cửa cho người dân tự do mua bán à, cái điều đó là điều rất là quan trọng vì bởi vì cho đến giờ phút này đã đa phần những cái hoạt động về kinh doanh nhà nước cộng sản cuba vẫn nắm quyền chủ chốt không cho phép người dân tự do mua bán chỉ có những cái đồ lẻ tẻ vân vân và thị trường chợ đen thế thì họ người dân hy vọng một khi mà ông Raúl Castro ra đi có nghĩa là bước sang một cái giai đoạn mới không còn anh em Castro lãnh đạo Cuba nữa thì Cuba sẽ tiến đi một bước mới và họ hy vọng người dân hy vọng nhiều nhất đó là được tự do kinh doanh và hàng hóa Mỹ sẽ được nhập cảng vào Cuba cũng như Cuba có thể xuất cả những hàng hóa sang Mỹ thưa quý vị Vâng thưa quý vị và vào tháng trước đó ngày 29 tháng 3 thì ở Chicago xảy ra một cái vụ đó là một cậu bé mới có 13 tuổi bị cảnh sát bắn chết mà khoảng chừng 2 tuần trước đó thì cái chuyện mà phía gia đình liên tục làm áp lực yêu cầu sở cảnh sát Chicago phải công bố cái đoạn video bởi vì phía cảnh sát thì khi đó họ chưa có đưa ra video gì hết nhưng mà họ nói là bởi vì cậu bé này có mang súng trong lúc mà bị cảnh sát rượt. Gia đình thì nhất định không có tin là bởi vì con họ chỉ mới có 13 tuổi vân vân. Và cuối cùng sau 16 ngày cái chuyện này xảy ra đó vào tối hôm qua phía cảnh sát họ đã công bố 30 cái đoạn video ngắn thôi quý vị đó là từ cái body camera của người cảnh sát nổ súng trong cái chuyện này rồi camera từ xung quanh cái khu vực diễn ra cái chuyện đó thì thì họ không còn la lối cái chuyện là con họ không cầm súng nữa bởi vì 14 tuổi làm việc cho sở cảnh sát này được 7 năm và qua những cái vụ này chúng ta thấy trong mấy điện toán thì thấy rằng anh này đang có một cái warrant không chịu xuất hiện ngoài tòa và trốn tòa, mà có người chết là lỗi lầm một cảnh sát hết. Và trong trường hợp này thực sự mà nói cái người phụ nữ trong cái vụ này đó, bà nổ súng hoảng quá cầm lộn súng, nhưng một phần là lỗi của bà nhưng bên cạnh đó chúng ta phải nhìn sang cái hành động của những người mà cảnh sát chặn lại họ có những cái lý do và chúng tôi sẽ gửi đến quý vị cái chi tiết liên quan đến cái việc mà treo những cái món đồ mà trên cái kính chiếu hậu à, hôm nay các nhà chuyên gia họ đưa thêm nhiều cái chi tiết mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần quảng cáo